Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Hải Phòng Today. Có lẽ là các bạn đã xem rất nhiều video ngày nắng của mình rồi. Và hôm nay mình sẽ ra đường để quay cái cảnh Hải Phòng khi trời mưa như thế nào cho các bạn cùng xem nhé. Và hiện tại mình đang có mặt tại tuyến đường Nhà Hát Lớn giải trung tâm thành phố nhé. Mình đang hướng về đường Quang Trung. Và thời tiết Hải Phòng hôm nay thì mưa suốt từ sáng giờ các bạn ạ. Bây giờ hiện tại thì là 11 giờ hơn rồi và trời vẫn đang mưa rất là to kèm với lạnh nữa. Và đây cũng là đợt lạnh đầu tiên của Hải Phòng. Và cái cảm giác mà vừa lạnh vừa mưa như thế này thì các bạn biết là như thế nào rồi đấy. Ra đường là một cực kỳ luôn. Khi mà sáng ra chúng ta phải đi làm, rồi cho con đi học và đi ra đường ấy thì mưa ướt. Đấy còn chưa tính đến cái chuyện mà đường ngập đấy. Và rất nhiều cái con đường ở Hải Phòng mà vẫn còn tình trạng là ngập mỗi khi mưa to. Đi khi chúng ta di chuyển qua thì cái thời tiết như thế này thì đúng là rất là khó khăn. Và Hải Phòng thời gian này thì cũng đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 7 và số 8 nữa. Nên là thời tiết này thì càng thêm ảm đạm hơn. Do phải quay video ngoài trời mưa nên là chất lượng video cũng không được tốt cho lắm, nên là các bạn xem video thì các bạn thông cảm nhé. Và chúng ta đang được rẽ sang cái tuyến phố Mê Linh, kia là tượng đài Lữ Tướng Lê Trần nha các bạn này. Thời tiết hiện tại là đang mưa rất là nặng hạt nha các bạn nhé. Cái thời tiết vừa lạnh vừa mưa thế này thì chỉ có ăn và ngủ và cày phim là thích thôi các bạn ạ. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì cũng như cái đồng hồ sinh học đấy, thì nó luôn luôn chuyển hàng ngày thì chúng ta không thể nào thích là được. Và mỗi một người chúng ta đều có cái đồng hồ sinh học khác nhau nên là không ai giống ai được cả. Do vậy nên là dù có thời tiết có khắc nghiệt như thế nào đi nữa thì các bạn có thể thấy là dù sáng hay trưa hay tối thì ngoài đường phương tiện đi lại cũng rất là đông. Vì tất cả cũng vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh, người thì cho con đi học, người đi làm. Và có những người thảnh thơi hơn thì người ta có thể là ngồi uống cà phê, nghe nhạc và ngắm đường phố, vân vân và mây mây mình cũng không thể kể hết được. Và chúng ta đang di chuyển trên cái tuyến phố Mê Linh nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ hướng ra cái ngã tư Cát Dài, Hai Bà Trưng đấy. Và chúng ta sẽ hướng ra ngã tư Tô Hiệu. Và cái đường Mê Linh này thì ngày nắng thì mình đã có cái video cái đường Mê Linh này rồi cho các bạn nhé. Và như đã nói thì hôm nay là ngày mưa nên là mình muốn quay một video ngày mưa để cho các bạn xem cái cuộc sống và đường phố Hải Phòng trong những ngày mưa như thế nào. Và hiện tại thì là đang mưa rất to đấy các bạn ạ. Vâng, trước mắt chúng ta đây thì là cái ngã tư giao với đường Hai Bà Trưng hay còn gọi là Cát Dài. Nói chung thì thời tiết nào thì cảm xúc đấy các bạn ạ. Thời tiết nắng thì các bạn có thể thấy là trong người phấn chấn, hứng khởi hơn ra đường thì các bạn có thể thấy là rất là ồn ào, náo nhiệt. Còn trời mưa thì chúng ta có thể là cảm nhận được cái một cái cung bậc cảm xúc nó khác, nó trầm lắng hơn. Và mình nhớ ở đâu có cái câu là đi qua những ngày mưa thì thấy yêu hơn những ngày nắng. Và đi qua những ngày nắng thì lại thấy yêu hơn những ngày mưa. Có lẽ là cái câu này thì có nghĩa là đi qua những ngày mưa vì mưa nhiều quá, mưa đến nỗi chán quá thì lại thích nắng hơn. Nhưng mà khi mà trời nắng thì nắng nhiều quá, nóng quá và ngột ngạt quá thì lại thích mưa hơn. Đấy chính là cái cảm xúc của con người là như thế các bạn ạ. Và mỗi chúng ta thì ai cũng vậy thôi. Như mình thì thời còn trẻ, còn đi học thì những cái ngày như thế này này thì thích ăn và ngủ và ở nhà hoặc là ngồi quán trà sữa hay là quán nước và có bạn bè ngồi buôn. Và khi chúng ta lớn lên ấy thì có gia đình ấy thì cũng không còn cái thời gian cho cái việc đấy nữa rồi. Tại vì chúng ta cuộc sống của chúng ta là một cái đồng hồ sinh học mà, và nó sẽ thay đổi theo thời gian của chúng ta. Khi mà chúng ta đã có gia đình thì chúng ta phải chi phối nhiều thứ hơn và chúng ta sẽ không có cái thời gian nhiều cho những cái việc như thế nữa. Chúng ta phải lo nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và làm nhiều hơn thì chúng ta không được thảnh thơi những cái thời chúng ta còn tự do như vậy. Và mình nghĩ chắc chắn thì ai thì cũng như mình thôi, chỉ là ít hay là nhiều thôi. Và chúng ta đang ở cái ngã tư giao với đường Tô Hiệu các bạn nhé.
và mình sẽ hướng ra cái đường Hồ Sen để cho các bạn cùng xem. Đây bắt đầu vào đường Hồ Sen đi các bạn này. Và cái đường Hồ Sen này thì mình cũng đã có cái video cái tuyến đường Hồ Sen này cho các bạn xem rồi. Vâng, đường Hồ Sen đây là một trong những tuyến đường mà khá là đẹp của thành phố Hải Phòng, nằm trong trung tâm thành phố, kết nối trực tiếp từ trung tâm thành phố đến đường Võ Nguyên Giáp và ra cầu Giò Hai ra quận Dương Kinh. Đây thì là một căn nhà siêu mỏng có 102 ở thành phố Hải Phòng luôn các bạn ạ. Và cũng được trang trí là khá là bắt mắt ở cái mặt tiền nha các bạn nhé. Và đây cũng là một cái điểm check-in chụp ảnh của các bạn trẻ ở cái tuyến đường Hồ Sen này. Và do đây là cái tuyến đường mới mở lên hai cái hành lang nhà ở hai bên đường này thì cũng vẫn còn rất là ít. Và chúng ta có thể thấy là chưa được đồng bộ cho lắm. Nhưng mà dù sao thì cái gì mới cũng cần thời gian để thay đổi. Và chắc chắn là tương lai thì cái tuyến phố Hồ Sen này sẽ rất là lung linh các bạn ạ. Và hiện tại thì mưa bắt đầu to lên rồi các bạn ạ. Có lẽ là mình xin phép được dừng video tại đây thôi. Hẹn các bạn ở những video lần sau nhé. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ đến nhiều người biết về thành phố Hải Phòng chúng ta hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.